xong phim, giờ mình sẽ chụp ảnh thằng này. Cái tướng trách bá đạo. Ê, chụp cái này thì làm sao cái thằng kia nó biết được. No dice, kid. That's not your man. The guy you're looking for is supervising Yuma's archaeological dig. Tell you what, just clear out every guy in the area who looks like he could be in charge of anything more important than cleaning bathrooms and washing dishes. Nothing's more American than killing them all and letting God sort them out. Call me when you're done. Giờ mình cũng phải giải quyết những thằng khác nữa. Giờ đầu tiên là mình cần phải tìm cái gì? Tìm cái monastery, có nghĩa là một cái tu viện. Chắc trên này có tu viện. Ấy đủ không? Phật cái. Lần này chơi chiến thuật này. Phát hiện lại rồi. Xuyên cái đạn nè. Ố chút xíu phát hiện. Kia ai trời ơi, chỗ nào bá đạo. Ủa, mình nhớ có cái gì đó. Trong 4K3 có cái nhảy xuống mà đâm thằng bên cạnh đó mà. Hình như trong này không có rồi phải. Mình cũng chưa thấy cái cảnh mà nhảy xuống đâm thằng này, sau đó đâm luôn thằng khác kìa. Dạ, mình sẽ trèo đây. Không được à? Ủa, đây rồi. Ủa mà nó... Trời, nhìn chi tiết làm cái nỏ này. Trời ơi, y như thật á. Mà sao xung quanh thì nhìn nó cũng đẹp, nhưng mà nó không thật, không đẹp bằng cái súng này. Nhìn súng nó làm kìa, chi tiết kinh khủng luôn. Ủa, mẹ. Đậu phục. Cái mẫu lần vô là phát hiện liền. Đây là, như đây chính là cái tu viện. Sao tiếng như nghe bị lát lát rồi. Ủa, sao tụi nó phát hiện nhanh rồi, mấy thằng này tai thính vậy. Thôi nhảy lên. Không biết nhắm từ xa kia chết được thằng sniper không ta. Ơ, được kìa. Cái này thì chứ ấy. Ui nó bắn đục phát. Mà sao tập này mình steal gã vậy? Hình như là mình không muốn steal hay sao? Cái cảm giác như vậy. Nhưng mà tập này mình muốn bắn lậu hơn là steal. Có cái kia kìa. Mình có cái này hay. Có trò hay. Thằng đâu vậy ta? Nó không hiện ra bản đồ. Để rồi. Bắn. Chết không ta? Ủa, không chết ai à? Để rồi, bắn chỗ này xem nào. Bắn. Giết. Cái nó mất. Được thằng nào vậy? Đây. Bắn này. Chết đi. Không chết ai rồi đó. Mày nhìn tao bắn này. Có thằng nào như đang sang đây rồi phải. Sao bắn không trúng ai này, tụi nó né kinh rồi. Ờ. Thằng nào ấy. Ui, một viên ba cục máu. Đi xem nào. Đây rồi, ICU. Sniper từ từ tính xong. Kìa, hình như đó là thằng nào ta?
thằng chỉ huy. Ok, có thằng sniper này để mình cắn nào. Đây đây, bắn trước nó, nó bắn trước, bắn trước là bao cục máu mình khổ. Thôi bắn trường rồi phải. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Hấu quá, cũng quay mắt lúc nào để mà bấm nữa. Thôi. Ôi, trên kia, trên kia, trên kia. Này thì súng machine gun. Máu nè. Ồ, đông thế. Súng căng này có đông vậy. Bắn. Không chết ai hả? Thôi, súng này gà rồi. Không tập xài nữa. Giờ nó xài súng xịn hơn. Ồ, đâu 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 đâu. Ngứa mắt rồi này. Tao hơi nhường nè, từ nãy giờ tao chỉ muốn sử dụng những cái phẩu pháo để tiêu diệt chúng mày thôi, chứ chưa sử dụng mấy cái vũ khí chính này. À, thằng này liều chiến vậy. Ủa, thằng này liều chiến vậy. Vậy sao thằng kia nó ủi thẳng vào kinh rồi. Bà mẹ đó chứ, đang chơi thiệt ngon, cái nó ủi thắng còn giết mình. Ok, thế này là mình vừa giết được một đống thằng á. Giờ sẽ từ đây mà chơi rồi, nhưng mà lần lần nó càng đông lần. Giờ mình sẽ đi di chuyển thôi, không nên ở một chỗ như vậy được, và sẽ cho tụi nó biết thế nào gọi là dương đông kích tay, có nghĩa là dù bọn nó nhầm điều có Liên Sơn chứ. Mưu mẹo đi hố Liên Sơn đã thành công. Ờ, thằng nào phía sau vậy? Mày phía sau ngắm lén, ngắm lén. Bốn viên đạn. Đây chỗ này đây. Ủa, ủa, không cháy được, không thể cháy, không thể cháy, không thể cháy, không thể nào cháy được. Trèo, 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 trèo. Đâu nữa? Where are you? Xong chưa? Clear chưa? Nếu nhạc hát thì có lẽ đã là all clear. Hồi giờ lên chụp phát ảnh selfie cho thằng này, chụp ảnh này để đưa về cho gia đình nó để biết rằng. Ủa, nhầm, lúc nhầm, tưởng chụp ảnh chứ. Giờ nè. Ủa, lúc đổi nào. Chìa khóa. I found a key on one of the bodies. I'm out of medals, kid. Call me when the commander is dead. Cái thằng chiêu hy à? Bắn vào một thằng chiêu hy nè. Giờ mình sẽ đi xuống dưới này. À! Đây rồi. Không biết vô đây có gì hay không. Tìm cánh cửa. Ủa, trong này có gì đấy? Trong này có vẻ là một cái hang động. They're on to me. I'm making myself scarce. What? Wait, how am I supposed to get out of here? Làm sao mình ra khỏi đây được?
giờ cứ đi thẳng và tìm không. Ồ, thôi lần giờ chơi steel này, không nên chơi liều chí nhiều nãy nữa. Đại mình có rồi, giờ thay đạn một chút xíu. Cung thì như còn có 5 phát. Bốn thằng, đúng không ta? Mình có thể giết hoặc là không. Mình skill rồi. Heavy touchdown. Từ từ. Thích đào đi. Ờ, đâu cái này sao bắn cả kinh vậy? Đổ má. Nhảm dí và lờ. Sao giờ mình kỹ năng mình xấu nhỉ? Thường thường mình là một thằng chơi steel khá là giỏi, sao giờ mình gá nhỉ? Lại này. Mẹ. Đâu đơn giản, chết là đơn giản như vậy được. What? Wait, how am I supposed to get out of here? Parker up, Buttercup. I'll be back when you need a lift. Này giờ mình cần phải giờ phải reset lại cái skill này. Ok em nào. Tìm cách để vượt qua cái cave này. Cave là hang động ha. Đừng có nghĩ cái gì cả, cave là hang động. Giờ mình làm gì ta? Như vậy là thôi lần này mình cần phải tận dụng kỹ năng steel không? Đạn này 10 viên rồi nè. Full đó. Thằng này sao cái giọng nó nghe đúng y mấy thằng to con bự bự á. Ờ. Lâu nó hiện ra mấy cái khung làm. Ôi. Ôi, teleport kìa. Nó làm gì vậy? Ồ, sao tự nhiên lay lay thế này? Thằng này bị điên à? Coi chừng. Mấy thằng cave này kinh lắm. Mấy thằng cave đang ở trong cave. Ủa. Thâu lùi. Má sao chỗ này hẹp quá nên steel nó gà quá. Hẹp kinh khủng. Súng gì ta? Ôi súng này. Mày chơi nhẹ nhàng. Súng tốc độ giật nó kinh gì đó. Tao hỏi thật mày, tại sao mày bắn mấy thằng quân tao mày bắn trửa trời mà sao gặp tao bắn kinh vậy? Thôi chạy thôi em ơi. Nào còn hai thằng cà phê nữa. Ok xong. Cứ bình tĩnh mà vượt qua mọi vấn đề. Mặc dù vấn đề có khó đến đâu, nhưng mà màu vào trong tay của mình thì chuyện đó chỉ là chuyện cỏn con. Trước tiên là mình cần phải lúc mấy cái đồ đó, kiếm một cái vài chút đồ hiệu gì đó. Đây à, bộ trong đây có gì đó.
phía sau à, đây kiếm chút tiền đỉnh đi chứ. Sledgehammer Hammer, búa tạ. Ủa theo như chúng ta biết thì cái xác này thì chắc cũng tầm khoảng là mấy tháng, chỉ cần mấy tháng nó mới khô như vậy thôi, khi nào qua qua một vài năm cơ thì nó mới kiểu như là khô cứng là như mai được. Cái này thì tầm vài tháng thôi. Ê ôm cái nào, đùa thôi đừng có ôm, kinh lắm. Tượng ai đây không biết nữa, mình cũng không theo đạo Phật nên là cũng chả biết nhiều về những gì đó. Thôi cứ gọi là những thiên thần đi. Tại vì thiên thần thường thường ở nó nói về đạo Thiên Chúa như đạo Phật, không biết gọi là cái gì nữa. Các sư bà hay sao á. Wow, chỗ này rộng quá. Wow, chúng ta đang zoom tìm hiểu xem xét lại tình hình nữa. Hiện tại thì chúng ta thì đang nhìn thấy chỉ có 4 thằng thôi, nhưng mà thực sự thì quá trời thằng đó. Dưới này có thằng nè, không có ai cả. Ok, để cứ lần đi lần vậy. Sau khi vượt qua cái cánh cổng nào, vẫn lại tìm mấy cái bọn đầu sỏ để mày giết nó. Là khẩu RPG. Ok, mình sẽ bắn thằng này. Đậu má trượt cái nào ta. Ơ, hình như mấy thằng kia chưa biết kìa. Ơ. Ủa, nó ra rồi kìa. Nó kêu hậu ra rồi kìa. Wow, nó kêu hậu ra rồi. Bà nổ đấy chứ. Hình như là lúc mà nó kiểu nó không phát hiện mình á thì bắn cái chết luôn. Mà lúc nó phát hiện rồi á thì bắn một đống cái chữa cháy. Nhặt đạn ra. Nó trèo không? Nó thấy mờ rồi. Thấy rồi giết. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ở đâu ấy? Ủa bom luôn. Ủa bắn sniper, bắn sniper. Kinh thiệt mà. Mà đang giật mình đâu bục phát chết luôn. Các bạn ơi, mình rất cực kỳ xin lỗi các bạn vì mấy sự chết nhảm này. Mình không biết mình phải kiếm lý do gì cho nó hợp lý ta. Ngày xưa mình chơi Steel hay lắm mà sao giờ chơi chán nhỉ? Chơi chán dễ sợ luôn á. Trúng rồi nào. Phải Steel cực kìa. Cẩn trọng nhầm, cẩn trọng. Chúng ta còn gì để thay đạn đồ khủng gì không? Ok, chúng ta vào trong kia lấy chút đạn, đúng. Máu và giáp. Đợi xíu để mình hát xì. Ok, đi. À. Ok, chúng ta sẽ đi lần lần từ tốn không? Dưới này có thằng à? Đâu
Đầu tiên là phải tìm hiểu về địa hình, xem thử nó có an toàn không. Mình sẽ chỉ dạy các bạn cách như thế nào để các bạn chơi một cách hoàn hảo nhất. Hoàn hảo cộng với hoàn tập. Đó, như vậy chúng ta đã giết được một thằng. Ồ, quay. Giờ mình sẽ coi mình sẽ chơi kiểu gì đó ta. Sau khi chúng ta giết được thằng này xong, điều chúng ta cần phải làm đó là thằng officer đó ta. Đây à, đằng kia lặng. Mình sẽ bắn cái dây qua, xem nó như thế nào không. Nhặt đồ này. Đó, bay tiếp. Ủa, đâu chỗ nào, Ủa, chỗ nào tụi nó phát hiện nhanh vậy? An toàn không ta? Hai thằng chỗ này. Giờ đi xem nào. Ủa, sao càng ngày càng đông vậy? Có lẽ mình đã đi vào hướng này. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu. Ủa, thằng này mấy thằng RPG bơ. Cầm khẩu cối. Ê, đừng dừng, đừng. Bắt đầu ấy. Thôi lên, lên này bắn, Ồ, không được rồi, bắn rồi, Đâu? Đâu, sợ chưa? Sợ chưa, thằng nào ra đây? Sợ chưa? Tụi bây sợ chưa? Chưa sợ hả? Sợ chưa? Ra ra ra. Nên nó vẫn chưa thấy mình, Đó. Sợ chưa mày? Chưa sợ à? Ồ, cậu bắn sướng thiệt nha. Bắn đùng 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 đùng. Cậu này, cậu có gì ta? Mình cũng quay mắt tay rồi. Ủa, ổng nó đúng mà quay mắt tay thiệt rồi. Tại vì cậu này ít xài lắm. Toàn là những pha mà kiểu càng vào thì mới xài khổ đó. Giờ lấy Dragon này thôi kệ. Bỏ đi. Ok. Ủa. Kiểu gì đó. Ủa cái gì vậy? Quên bắn rồi, cái trò nó chơi lại mấy cái trò kia rồi. Trên này, Ủa. Má bùm phát, kinh thiệt. Đâu ta, trên này. Giữa giái. Đâu rồi ta, nó bắn đâu, kinh rồi ta. Bùm 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 bùm, khó chịu kinh. Quay. Ở đâu? Ở đâu tao mới thấy đường chứ. Đây à? Không phải. Ê, lũ đạn, chạy. À, không thể nhìn kịp được. Trời, dao găm đại người. Giờ chơi trò gì ta? Nữ á. Ủa, nó cầm ô nữ á. Bom nữa. Ôi trời, bom trời ơi. Chết rồi. Má. Trời, sao màn này chết nhiều kinh khủng mà. Hay à. Nhìn nó. Súng siết nó bay tùm lum tùm la hết. Đông quá.
Chạy hướng nào vậy ta? Đi hướng nào mới an toàn hả ta? Hướng này nhé. Ủa hướng này cũng rộng rộng nữa. Giờ làm sao để tiếp cận đằng kia kìa? Đó, tiếp cận đằng kia mình mới có thể tiếp cận đằng kia mình mới có thể cầm súng, cày súng được không? Ủa nó phát hiện tiếng ồn rồi. Giờ cứ lén lút mà đi qua. Được rồi, mình cày thôi. Đến lúc cày rồi. Nhảy qua. Cày súng nhanh lên, đâu súng rồi, súng rồi, đây ơi. Ô. Ô. Ô lưu đạn. Ờ, à, máu có máu. Thằng nào lấy lưu đạn ở đâu? Bước ở đây. Một thằng nữa, tao biết chắc còn một thằng nữa. Rồi, mình đã giải quyết xong bọn nó rồi. Giết rồi. Giết đơn rồi. I'll head over and pick you up once I finish my breakfast. You wouldn't believe how hard it is to find bacon in these parts. Willis out. À, xong. Đây là những thằng mà tay chân của Yuma. Giết được mấy thằng này chắc cũng được một chút trở ngại, bớt một chút trở ngại. Ồ, từ nãy giờ chơi nhiệm vụ này chắc cũng lâu dài cái này, không biết tập này chắc mình sẽ cắt qua hai tập thôi. Tại vì tập này nó dài quá. Mà mình nghĩ là... Ồ, bay rồi. Thanks for flying the unfriendly skies, Buttercup. Once I find another loose threat on Yuma, I'll be in touch. Giết hoặc bị giết. Mission. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái nhiệm vụ này nhé. Phê như con TT. Thì mình hứa là sẽ khắc phục cái tình trạng mà chơi gà nhiều nãy, bị chết nhiều nãy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì sự ủng hộ của các bạn luôn to lớn đối với mình. Và mình mong là cái sự ủng hộ to lớn của các bạn luôn luôn phát triển đối với mình hơn nhiều. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái tập sau.